Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long thì từ nay cho đến ngày 10 tháng 9, khu vực tỉnh Vĩnh Long có mưa trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to và dông do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh dần. Riêng trong tối qua và sáng nay 7 tháng 9, lượng mưa đo tại các trạm Sông Phú và Phú Thịnh, huyện Tam Bình từ 48,2 đến 50,4 mm, thị trấn Cái Dâm, huyện Mang Thít là 33 mm, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân là 27,6 mm và phường 8, thành phố Vĩnh Long là 29 mm. Dự báo trong đêm nay 7 tháng 9, khu vực tỉnh Vĩnh Long tiếp tục có mưa với lượng mưa từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 50 mm. Đợt mưa này kéo dài đến ngày 10 tháng 9, sau đó mưa giảm dần. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét cấp 1.